Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một nơi để thưởng thức hải sản tươi sống tại nơi này. Và là một nơi rất là mát mẻ, thoáng đãng và yên tĩnh ở miền sông nước. Đó là làng chài hải sản Bồng Bềnh. Hải sản Bồng Bềnh thuộc sông Cầu Phú Yên, nằm cách quốc lộ 1D Quy Nhơn sông Cầu, cách thành phố Quy Nhơn khoảng chừng 20 cây số nha các bạn. Hải sản Bồng Bềnh được nhiều du khách biết đến với các món ăn mang hương vị đậm đà, tươi ngon, cực kỳ chất lượng. Không gian rất thoáng và đẹp, các món tôm, cua, mực và các loại ốc đều rất ngon nha các bạn. Tươi sống nên khi ăn ta cảm nhận được vị ngọt. Giá cả đây rất là bình dân, phục vụ rất là nhiệt tình. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem những nhà bè nổi tiếng bán hải sản xung quanh khu vực Bồng Bềnh này nhé. Và sau đó chúng ta sẽ chạy thêm vào bên trong khoảng chừng 3 phút nữa để vào một nhà hàng bè nổi khác, vì nó cực kỳ ngon và khung cảnh rất đẹp nha các bạn. Và đây là nhà hàng bè nổi mà mình muốn nói đến. Và bây giờ mình sẽ vào trong review cho các bạn xem hải sản ở đây tươi ngon và khung cảnh của nhà hàng bè nổi này nhé. Mời các bạn theo mình. Các bạn cũng có thể thấy đây có rất nhiều cua, ghẹ và các loại ốc khác nhau. Ốc hương, kem chép, sò điệp, ốc nhảy và các loại ốc khác. Và có cả tôm hùm và cá bóng bú nữa nha các bạn. Sau khi lựa xong hải sản, các bạn có thể yêu cầu nhà hàng chế biến theo yêu cầu của các bạn nha các bạn. Khung cảnh xung quanh đây các bạn cũng có thể thấy rất là mát mẻ và cực kỳ yên bình. Rất thích hợp cho chúng ta có thể xả stress và thưởng thức những món hải sản mà mình yêu thích nha các bạn. Rồi, xong rồi.
Và cuộc hành trình đến đây cũng đã kết thúc. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.